đi công văn ở đây hơi đuối luôn á, mà nhiều chỗ lắm, nhiều cái tòa nhà lớn này, tất cả các phòng ban, một số phòng thì chị bộ phận hành chính tổ chức văn thư chị họ đồng ý và nhận, còn một số phòng mình phải đi lên trực tiếp đi giao các bạn, cũng hơi mệt. Cái này là mobifone cứu thứ cái răng các bạn, CIC8. Cô bác thấy tòa nhà mobifone này nè. Tòa nhà này lúc trước là ở số 2 Hòa Bình, cô bác đập bên bưu điện, bây giờ họ về về đây cô bác, họ xây dựng ở đây luôn, họ trả cái nhà bên kia rồi, chứ cái tòa nhà này không phải là từ xưa tới giờ, tòa nhà này mới xây dựng ở đây khoảng 4 năm nay. Cô bác xây qua một tí xíu nữa là cô bác thấy môi phone liền đó. Hôm nào mình có công văn bên Henriken chung thì mình đi một chiếc, mà còn hôm nào mà có một phone thì cũng phải đi. Mình đi qua bên cái khu công ty 8 của bác ơi. Bây giờ mình đang đi ra trở về đây. Đây cô bác. Đây bây giờ mình đang đi trở về trở lại Cần Thơ cô bác ơi. Mình đang ở công ty 8 bên Cái Răng. Mình trở đi về Ninh Kiều. Và đây cô bác thấy ở phía xa kia đó là mobifone đó cô bác. Khách hàng mình đó. Bây giờ mình chạy đến mobifone của bác xem nào. Đây là khu công viên cô bác thấy rất là đẹp. Bên Hưng Phú Cái Răng bây giờ phát triển tốt lắm cô bác, hạ tầng cơ sở rồi ta phát triển tốt, nhà ở đồ bây giờ rất là sầm uất cô bác ạ. Đây cô bác đang ở trên đường số 12 nha cô bác. Và bên đây là đường số 28. Trở về của bác. Đây mình đang ở số đường 28 của bác. Quay trở lại. Ở bên đây kia là Hưng Phú Cái Răng của bác ơi. Đây hồi nãy mình nói trên cái trục đường này của bác, cái trục đường này cho có vòng xoay nè, thay vì mình đi quanh trở về mobifone thì mình chạy vào chỗ này là cái công ty của khách hàng bên mình cô bác. Mình chạy một đoạn nữa cho cô bác xem nha. Đây hồi sáng cái đường mình đi vô đường bên kia, bây giờ mình sẽ về đường bên này.
Đây cô bác, đây là cái địa chỉ mà mình hay thường hay đưa tới mình giao dịch này cô bác, lúa vàng Garden Rye này. Này cô bác thấy này, đó, hồi nãy trong cái clip mình có nói với mấy anh là khách hàng mình nằm ở đây đây, là ở bên kia mình hay qua bên đây mình giao dịch bên chỗ này. Đây lúa và Golden Rye, và đây là cái xe của thuốc bảo vệ thực vật này cô bác ơi, phi xăng. Ở đây liên tục công văn về đây cô. Bên Phú Thứ này thì cũng có mấy điểm cô bác, mấy cái điểm mà tiêu biểu mà mình hay thường qua bên giao dịch, đặc biệt là những công văn khẩn cô bác thì mình hay thường tới lui tới bên đây, và cô bác thấy đó mobifone đó. Cô bác thấy mobifone chưa? Rồi mà thấy là mình đây mình trở về mobifone cô bác, đó là khách hàng của mình đó. Cái điểm này mình tới hầu như là gần như hàng ngày luôn đó cô bác. Giờ mình chạy chưa tới, mình chỉ zoom xa thôi. Và cô bác thấy đây một tòa nhà mobifone này. Là nhà mobifone đó cô bác, khách hàng của mình. Đây cô bác, tòa nhà đây. Đi công văn ở đây hơi đuối cô bác ơi, hơi mệt, nhiều chỗ lắm. Đó, nguyên cái tòa nhà lớn ở đây cô bác, tất cả các phòng ban, một số phòng thì chị bộ phận hành chính tổ chức văn thư ở dưới họ đồng ý họ nhận, còn một số phòng mình phải đi lên trực tiếp mình giao cô bác, thành ra cũng hơi mệt. Ở đây là mobifone Phú Thứ Cái Răng cô bác, Hưng Phú Cái Răng, Hưng Phú không phải Phú Thứ. Đây cô bác, đây cô bác, ở đây là mobifone khu vực chính cô bác này. Và cô bác nhìn lại cái tòa nhà mobifone một lần nữa nè, cao ngất trời luôn. Đây là không zoom nữa nha cô bác, tại mình đứng ở ngoài cái hàng rào nè, và cô bác thấy nó lớn vậy đó, nó tời đó. Bây giờ mình đang đứng hướng Tây Nam nè cô bác. Mình đi lại cái hình ảnh cho cô bác xem. Đây, chỗ này là mình hay thường giao dịch tới lui giao lịch dịch hàng ngày đây cô bác ơi. Khu vực Cái Răng. Và cô bác thấy đây.
Đây cái bảng này các bác. Khu đô thị mới Hưng Phú, Cần Thơ. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 8. Mà họ gỡ chữ xuống rồi các bác. Chắc năm mới họ làm lại. Còn cái vết chữ trên đây nè các bác. Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ. CIC8. Rồi, cô bác thấy tòa nhà là mua cho con lại nè. Đó. Tòa nhà này lúc trước là ở số 2 Hòa Bình, cô bác. Tập bên bưu điện. Bây giờ họ về về đây, cô bác. Họ xây dựng ở đây luôn. Họ trả cái nhà bên kia rồi. Chứ cái tòa nhà này không phải là từ xưa tới giờ nha, cô bác. Tòa nhà này mới xây dựng ở đây thôi. Khoảng 4-5 năm nay thôi. Rồi thế là mình đi, mình tiếp tục đi cô bác ơi. Và hai cái điểm, một cái điểm của Mobifone với cái bị điểm mà bia Heineken đó cô bác, họ gần nhau cô bác. Đây cô bác, cái này thằng bảo vệ không vào được Heineken cô bác ơi. Đây Heineken nằm đây đây, mình vô chỗ Heineken này họ rất là cẩn thận, mình để cặp họ sẽ xịt sát khuẩn ở mình từ đầu tới chân luôn cô bác. Cặp da, cặp gì, túi sách, đồ sát khuẩn hết rồi họ mới cho mình đi vào để mình đi công văn cô bác. Đây Heineken đây. Đây công viên của Heineken. Rồi, đây, đây là hai khách hàng gần nhau cô bác. Và bên kia đó là khu dân cư, khu nhà ở Nam Long cô bác ơi. Rồi bây giờ là thấy là đây cô bác thấy mình đi view hết trên nè, mình lại mặt tiền đường trước rồi mình ghi hình lại cô bác. À mình sẽ cho cô bác thấy là hai khách hàng này tương đối là gần nhau. Đây đây ha.
và cô bác xoay qua một tí xíu nữa là cô bác thấy mobifone liền đó. Hôm nào mình có công văn bên Heineken chung thì mình đi một chuyến một, còn hôm nào mà có một bên thì mình cũng phải đi đó. Mấy cái chỗ lớn thì công văn khẩn quả tốc không cô coi, thành rất là cực, thế vậy cho cực lắm, không có đơn giản đâu. Khách hàng cũng lớn như khách sạn Ninh Kiều có mắc rồi này kia, họ yêu cầu chuyển qua thì mình phải chuyển thôi. Mobifone rồi, thế là vậy đó cô ơi. Mình tiếp tục mình đi. Đây là cầu Cái Tắc nha cô bác. Cầu Cái Tắc này là cái cầu Cái Tắc đi về Quang Trung nha cô bác. Cầu Cái Tắc này nó gần cái cầu vượt ở Cần Thơ chứ không phải là của cầu Cái Tắc ở Hậu Giang nha. Đây bây giờ mình đang đi từ công ty 8 Mobifone mình trở về cầu Nước Vận lại cô bác ơi. Đây là cầu vượt Cần Thơ cô bác. Đi về Hậu Giang Sóc Trăng ở đường này. Và bên đây mình bắt đầu mình ngoặt cua trái rồi cô bác. Võ Nguyên Giáp. Cầu Cần Thơ. Và hai con đường từ cái đường cầu vượt cô bác thấy à. Xe đang chạy xuống đó. Đây. Đó các bác thấy không? Xe đang chạy xuống. Trên cầu vượt từ cầu Cần Thơ về hỏi đi chung với đường mình nè cô bác. Hai đường này chập vào một cô bác ơi. Và đây là cầu Cái Gia cô bác. Mình đang đi cái trục đường từ cầu mình đi cái cua về cô bác, cái cua về mình chung qua cái đường dẫn cầu Cần Thơ đi về cái hướng về Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau đó cô bác. Và tiếp ra đến đây mình đi tới, mình sẽ đi đến cái bến xe của bến xe trung tâm của thành phố Cần Thơ cô bác, bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ. Đường song song của bác, có nghĩa là bây giờ mình đang chạy làn đường giữa, bên tay phải mình có một con đường, bên tay trái mình có một con đường nữa, là tổng cộng là ba làn đường nha cô bác. Cô bác thấy nè,
mà đi thẳng là Sóc Trăng, và cô bác thấy toàn cảnh của hôm nay. Cô bác nhìn xem lại toàn cảnh của bến xe khách Cần Thơ đây. Và cái bảng bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ đó hiện ra rồi cô bác. Đây là lối vào, cổng đi vào đó cô bác. Rồi, có một người hỏi đường cô bác. Rồi, đây là bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, cô bác xem lại nha. Tại hôm nay sẵn đi ngang đây đi một đoạn cho cô bác xem luôn. Cái này mình có đi hẳn một clip rồi. Tại mình đi công việc cô bác. Sẵn mình đi mình ghi hình lại cái thời điểm cận Tết này có nó có gì mới mới không. Rồi đây cô bác. Mấy cái điểm này mình đã đi rồi cô bác, trùng lập rồi. À, cô bác nhìn là thấy quen liền. Đô thị mới Hồng Loan nè. Và bên đây cũng là khu đô thị mới Hồng Loan nè cô bác. Rồi em đây. Rồi tiếp tục chạy cô bác ơi. Lúc trước mình có ghi hết rồi. Showroom Nam Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ đó cô bác. Rồi tiếp tục đó là bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Đây Triệu Phát, khách hàng của mình tới đây luôn nè cô bác, Triệu Phát này. Nên đây là họ chuyên cung cấp điện từ phụ tùng cho xe con đó cô bác. Cái này của bác. Tiếp đây tiếp đến đây là mình đi trở lại cái đường Trần Chiên cô bác ơi. À, mình có công việc nên hôm nay mình đi đường Trần Chiên và mình đi tới đi ngang bệnh Đại học Tây Đô luôn cô bác, đường Đại học Tây Đô.
bán chỉ đường này cô bác. Trên cái trục đường mình đi cái đường Trần Chiên này thì nó có một cái đường ngõ mình quẹo. Thứ hai nữa là gần cận Tết rồi cô bác à. Trời khá là lạnh rồi, xe lạnh rồi. Cô bác xem coi có gì mới không. Đây cô bác. Đây là cái gốc của Đại học Tây Đô của bác. Là đây cái cổng của trường Đại học Tây Đô của bác. Thấy rồi, trường Đại học Tây Đô. Tây Đô University. Đây. Đó là khuôn viên của trường Tây Đô của bác. Đây là khuôn viên của trường Đại học Tây Đô. Và đây là trung tâm y tế quận Cái Răng của bác ơi. Đây là cô bác thấy cái bảng thông báo của trung tâm y tế quận Cái Răng này cô bác. Đây. Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng. Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Đại học Tây Đô đây cô bác, quang cảnh này. Cũng khá là đẹp, khuôn viên khá là đẹp. Mình đi tiếp tục của bác. Mình đang đi trên trục đường Trần Chiên nha cô bác. Đây cô bác thấy đây. Đường Trần Chiên này. Lê Bình thấy rằng thấy đây. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận Cái Răng.
đường Trần Duyên nó chỉ một đoạn ngắn thôi cô bác, chứ không có dài. Chiên luôn nè, ha. Ta đặt vậy ra nó dễ tìm dễ nhớ các bạn. Có đường Trần Chiên là có thuốc, là thuốc Trần Chiên luôn. Và tới đây ngoặt cua trái của bác, bắt đầu mình lên cái cầu này đây, à, cái cầu cái răng bé của bác. Đây là chùa, An Long của bác. Tiếp tục mình đi lên. Bé của bác, đường Trần Chiên. Bây giờ mình đi vào chợ luôn rồi cho bác. Đây, mình vào chợ Cái Răng ở đây. Ở Cái Răng lúc này cũng thưa thớt cô bác ơi, cũng không được đông đúc cho mấy. Đấy, cô bác này thấy cái bảng chợ Cái Răng này. Đây, chợ Cái Răng nha cô bác. Và cô bác thấy ở đây, đây, đây cô bác nhìn ngược trở lên cầu Cái Răng này, à, mình zoom lớn cho cô bác thêm thấy rõ nè. Và cô bác thấy rõ chưa, chợ nổi Cái Răng. Đó. Và mình ghi xuống cái dòng sông cho cô bác xem nè. Thủy triều đang rút xuống nha cô bác. Đó. Thấy cô bác thấy đẹp chưa?